Hello, xin chào các bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho các bác đây là một cái lô đồng hồ với những cái chiếc đồng hồ máy pin. Tuy là máy pin thôi nhưng mà cái thiết kế của nó thì chắc hẳn các bác đây rất là thích về những cái màu mặt này. Thì em sẽ gửi đến cho các bác ba cái phiên bản đến từ nhà Seiko nhé. Đây là một cái lô đồng hồ Seiko mà nó khá là bắt mắt về cái thiết kế của nó. Đây, chiếc đầu tiên em muốn gửi đến cho các bác đây là một cái mẫu đồng hồ. Nó sẽ có đầy đủ hộp sổ các bác nhá, và hộp của nó chỉ là một chiếc hộp như thế này thôi. Khi về thì nó sẽ có hộp như thế này, sẽ có một cuốn sổ và một cái hộp vỏ bên ngoài cho các bác. Một cuốn sổ để các bác có thể xem hướng dẫn nào. Ở đây thì nó sẽ có thẻ ha. Đấy. Chiếc này là một chiếc SBTR 026. Và cái chiếc này em cam đoan với các bác là em cũng đã review về cái model này rồi. Nhưng mà về cái thiết kế này thì em phải gọi là em rất là thích về những cái thiết kế máy pin như thế này. Đây là một chiếc SPTR 026, và cái chiếc này thì các bác có thể thấy ở ở trước mặt các bác đây. Đây, các bác có thể thấy trước mặt các bác đây là một chiếc SPTR và với một cái thiết kế và kiểu dáng của nó cực kỳ đẹp. Đây là một phiên bản Seiko Chronograph ha. Đây là chạy bằng pin. Đấy, nó sẽ chạy bằng pin. Nhưng mà nếu như các bác để ý thì với một cái thiết kế như thế này thì nó quá chi là đẹp rồi. Đấy, với một mức giá mà ngày hôm nay em gửi đến cho các bác, mức giá của nó chỉ có là 3 triệu 6 thôi cho một phiên bản Seiko Chronograph. Mặt đeo của chiếc này là một cái mặt đeo màu xám lông chuột. Đấy. Đó. Các bác có thể thấy ha. Đây là một cái màu xám lông chuột, và cái màu này thì chắc các bác cũng cũng thấy rồi. Các bác nào mà quan tâm về những cái dòng mà xám lông chuột thì các bác có thể sở hữu cái chiếc Chronograph này, nó cực kỳ đẹp. Chiếc này thì thiết kế ba kim, một cái sắp đều ở hướng góc 6 giờ này, đấy là sắp đều báo kim giây đó. Còn ở hướng góc 3 giờ đây thì nó sẽ có báo giờ ngày giờ đêm, và ở hướng 9 giờ thì là nó có cái thiết kế sắp đều có tính năng thể thao, bấm giờ thể thao. Chiếc này thì nó sẽ có các kim cọc giờ của nó, thì kim cọc giờ kẻ vạch làm theo kiểu lưỡi kiếm bắt nhọn, và nó sẽ có mạ vàng PVD màu vàng hồng. Ở hướng góc 4 giờ rưỡi thì bác có thể thấy rằng là ở đây nó sẽ có cho mình là một cái ô lịch ngày. Đấy, ô lịch ngày ha các bác ha. Và phiên bản này là phiên bản Moment Japan, khi mà các bác có thể thấy ở phía dưới này, hướng góc 6 giờ nó sẽ có ghi chữ Moment Japan này. Đấy, và cái phiên bản này là phiên bản máy pin. Ở phía viền bezel bên ngoài của nó thì nó sẽ có những cái đánh số như thế này. Đấy, giống như chức năng bấm giờ thể thao ở đây. Đấy, và chiếc này thì nó sẽ có cho mình là ba cái nút chỉnh. Một cái nút chỉnh giờ ở góc 3 giờ, còn ở hướng góc 2 giờ thì đây là chính là một cái nút bấm start. Đấy, bấm start để cái sắp đều này. Đấy, nó chạy ha. Cái sắp đồ này nó chạy, và nếu như các bác muốn reset lại thì các bác chỉ cần nhấn vào đây thôi. Đấy là nó sẽ reset lại như bình thường thôi, như ban đầu. Đó. Với thiết kế của chiếc này thì các bác có thể thấy là được trang bị cho mình một cái bộ dây thép. Thép này thép đúc đặc nhá. Đây là thép đúc đặc. Và nó làm thiết kế kiểu hai sợi chỉ phay xước và hai sợi chỉ phay bóng đan xen nhau, khá là đẹp. Chiếc này thì nó sẽ có mã hiệu của nó này, SBTR 026, và giá niêm yết của hãng là 33.000 yên. Giá thành của em này em đang rẻ, cực kỳ rẻ. Đợt này thì em về rất là nhiều màu mới, với những cái màu như là màu màu xanh tuyết này. Đấy rồi màu 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 xám như thế này. Đấy, có cả màu xanh lá nữa. Đấy, cho nên là rất là nhiều màu để cho các bác có thể lựa chọn về những cái phiên bản Seiko này nhá. Và chiếc này thì được trang bị cho mình một cái khóa bấm. Đấy, một cái khóa bấm đến từ nhà Seiko. Và cái chiếc này thì các bác có thể thấy rằng là ở phần đáy của chiếc này nó sẽ có ghi những cái thông tin như là số serial number của nó này. Đấy, số serial number của nó ha. Và water system con này rơi vào đâu đấy tầm 100 mét nước. Các bác đi mưa, rửa tay và đi bơi thoải mái. Đấy, và đặc biệt thì máy pin mà. Máy pin thì nó sẽ không có độ chống sốc đâu. Đấy, tại vì máy pin thì nó độ chống sốc của nó gần như là bằng không. Đấy, nếu như các bác va đập cực mạnh cơ thì nó mới hư hỏng được. Ở chiếc này phiên bản là Moment Japan, phiên bản quốc tế, stainless steel, toàn bộ phần thân vỏ được làm bằng thép chuyên dụng chống gỉ 316L.
Và cái size mặt của em này rơi vào đâu đấy tầm 41.5. 41.5 thì sẽ phù hợp với cổ tay của các bác đâu đấy trên dưới 16. Các bác đeo những chiếc này thì đeo khá là hợp lý ha. Đây em lên tay thử cho các bác xem về cái chiếc này này. Đấy, và với một cái màu mặt xám lông chuột đeo trên mình chiếc này. Đeo khá là đẹp ha. Cái viền bezel của bên ngoài của nó thì nó sẽ được mạ vàng hồng PVD. Đấy, màu vàng hồng Rogol. Đó, về đây là cái chiếc thứ nhất với giá thành của nó chỉ 3 triệu 6 thôi. 3 triệu 6 cho một cái em như thế này. Quá chi là đẹp rồi. Đó. Đây, đây là chiếc đầu tiên em sẽ cắt sang một bên nhé. Em sẽ đi review tiếp tục cho các bác về hai cái mẫu sản phẩm tiếp theo. Hai mẫu này thì nó đều cùng một bản model nhưng mà một cái model nó khác. Đấy, nó khác với so với cái model nó khác màu rồi. Đấy, chứ về cái thiết kế thì gần như là giống nhau hết. Đây thì nó là một phiên bản SPTR. Đấy, 021. Và cái chiếc này thì nó được trang bị trong mình là một cái hộp dài như thế này. Đây đây các bác có thể thấy đây là một phiên bản cực kỳ đẹp. Đây cho những anh em nào thích màu đen nhá. Em nào thích màu đen thì cái chiếc này là một cái màu màu đen giống như màu đen tuyền luôn đấy. Nó sẽ được trang bị cho mình một cái mặt đeo màu đen nhá các bác nhá. Màu đen này màu đen tuyền và nó kiểu như màu đen có hiệu ứng bóng đó. Tại vì nếu như mà các bác để ý thì các kim cọc giờ của nó là kim cọc giờ màu trắng, cho nên là nó phản ánh, nếu như mà ánh đèn điện nó phản ánh vào cái các kim cọc này ấy, thì nó sẽ phản ngược lại trên kính và cái kính này thì nó sẽ phản xuống cái mặt diode. Đấy, theo những cái góc cạnh khác nhau thì nhìn cái mặt diode này nó cực kỳ là sang, cực kỳ là bóng bẩy. Về cái chiếc này thì nó thiết kế với viền bezel màu đen. Đấy, còn lại thì những cái chức năng hay là thiết kế khác thì nó y chang vậy, nó không khác gì cả về cái mẫu đồng hồ này ha. Đó, cũng có ba ba nút chỉnh này. Đấy, rồi ở đây thì nó sẽ có phần thân vỏ được phay bóng. Đấy, một phay bóng, một độ phay bóng cực kỳ cao. Rồi ở đây thì nó được trang bị cho mình một bộ dây da dập vân cá sấu khá là mềm. Đấy, dây da này thì khá là mềm ha. Em đánh giá khá là mềm. Được trang bị cho mình một cái khóa thông minh đến từ nhà Seiko này, khóa chống gập gãy dây. Và ở đây thì nó sẽ có cho mình là Seiko rồi mã hiệu của nó SBTR 021, giá niêm yết của hãng là 33.000 yên. Chiếc này em cũng gửi đến cho các bác mức giá của nó là 3 triệu 6 nhá, 3 triệu 6 phiên bản dây da này. Đấy, và Butter System này rơi vào đây 13. Rồi tất cả những thông số y chang, không khác gì chiếc này. Đây, không khác gì chiếc trước em review cả. Chiếc này em sẽ lên tay thử cho các bác nhá. Cũng size tầm đấy, size 41.5, phù hợp với cổ tay của các bác đâu đấy trên dưới 16. Và ở cổ tay của em này, cổ tay 16 đây trên mình chiếc này cực kỳ đẹp này. Đấy, một cái màu đen tuyền khá là đẹp như thế này ha. Đó, những anh em nào mà dân văn phòng anh em đeo như chiếc này thì nó sẽ hợp lý hơn, tại vì phiên bản dây da thì nó ít tiếp xúc với nước, với mồ hôi thì dây da của ta chúng ta nó sẽ khá là bền và nó vẫn nó sẽ gọi là bền hơn so với những anh em mà hay sử dụng nước. Đấy. Đó, đây là chiếc thứ hai nhá, giá của nó cũng chỉ có là 3 triệu 6 thôi cho một cái phiên bản Seiko như thế này. Đấy, giá cũng 3 triệu 6 thôi. Đây phiên bản thứ hai và em xin phép em cắt sang một bên, em sẽ review tiếp cho các bác phiên bản cuối cùng đó mà ngày hôm nay em muốn gửi đến cho các bác cái chiếc video này. Ở chiếc này là một cái màu mặt khác nữa đó, một mặt khác nữa đấy, tất cả đều là mới nhưng 100%. Đây là một cái màu mà rất là nhiều anh em cũng rất là thích, màu trắng mạ vàng PVD. Đấy, một cái màu trắng mạ vàng PVD các bác nhé. Chiếc này thì em chỉ lấy chênh lên một chút thôi. Chiếc này thì về hàng thì nó cao hơn một chút nhưng mà em chỉ lấy chênh lên một chút thôi. Em bán 3 triệu 650. Đấy, 3 triệu 650 với một cái mặt đầy màu trắng này. Các chi tiết mạ vàng PVD trên các phần kim cọc này. Rồi những cái viền của cái sắp đầy hồ này các bác có thể thấy nó cũng được mạ vàng PVD, các kim cọc giờ của nó cũng được mạ ha. Đấy, kể kể cả viền bezel bên ngoài nó cũng được mạ. Đấy, kể cả núng chỉnh nữa cũng đều được mạ vàng PVD. Những cái chi tiết này thì em phải gọi là nó cực kỳ đẹp trên cái phần thiết kế của cái con Seiko Chronograph này. Chiếc này thì nó cũng sẽ có size mặt như thế và đây em sẽ lên tay thử cho các bác. Nếu các bác thích sang trọng hay là các bác thích quý phái hơn một chút, nó đâu đấy sang một chút thì các bác có thể đeo những cái chiếc màu vàng như thế này, nó sẽ cực kỳ sang.
Đấy, và với một cái thiết kế và một cái tầm giá đâu đấy loanh quanh 3 triệu, các bác mua máy pin thì bác đã sở hữu cho mình được một cái chiếc đồng hồ nó cực kỳ đẹp như thế này. Đấy, nó cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Nếu như các bác nhìn ở ngoài nữa cơ, các bác mới thấy được cái vẻ đẹp của nó. Đấy, hết được cái vẻ đẹp của nó, tại vì quay qua ánh đèn điện này thì các bác cũng thấy được tổng thể thôi. Đấy, thấy được tổng thể và các bác có thể thấy được chi tiết một chút. Đấy, về cái chiếc đồng hồ này. Còn nếu như các bác muốn xem trực tiếp thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em. Đấy, rồi em sẽ sắp xếp và em sẽ cho các bác xem hàng về những cái chiếc đồng hồ này. Đấy, và bên em vẫn sẽ bảo hành cho các bác 2 năm, bảo hành pin nhá, miễn phí trọn đời. Đấy, về pin thì em sẽ miễn phí trọn đời về pin. Còn về ví dụ như máy cơ thì bên em có chính sách bảo hành 2 năm. Đó, về lỗi máy này. Đấy, về lỗi người dùng là 1 năm đầu tiên bên em sẽ miễn phí hoàn toàn tất cả những chi phí, và năm thứ hai bên em sẽ hỗ trợ 50% chi phí bảo dưỡng cho các bác. Đấy, với một cái chiếc đồng hồ màu vàng và vàng chanh PVD này thì các bác có thể thấy rằng là em này thì em kết nhất, thì cái màu mặt của nó rất là sáng, đeo chân mình nếu như mà anh em đeo da anh em trắng nữa thì càng sang nữa. Đấy, ngày hôm nay thì em gửi đến cho các bác đây là một cái chiếc video với ba cái mẫu sản phẩm đồng hồ như thế này. Đó, đều là máy pin hết, nhưng mà về cái thiết kế và về cái những cái mẫu sản phẩm này em cam đoan với các bác là giá của nó cực kỳ tốt. Cho nên các bác nào quan tâm, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 77 822 thì em tư vấn trực tiếp cho các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và lời cuối thì chúc các bác thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.